Thưa quý vị, sáng nay, hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức chương trình Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự chương trình. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, đồng chí Lê Quốc Minh cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vóng hoa dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào. Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng 2.000 lá cờ Việt Lào tới Ban quản lý Nghĩa trang Quốc tế Việt Lào. Tại huyện Anh Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ đã trao 3 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, 10 máy tính bảng, 20 suất học bổng, 20 chiếc xe đạp thống nhất và 20 phần quà tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó tại địa phương. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc và tặng quà các gia đình chính sách tại đây.